Chào mừng các cụ bờ đã đến với kênh vlog cùng cháu vào bếp. Gà là một loại thực phẩm mà dễ chế biến được rất nhiều các món ăn khác nhau như là gà rang, gà rán, gà quay. Và ngày hôm nay nhà cháu hân hạnh gửi đến các cụ mợ một món ăn được chế biến từ gà nhưng mà là gà xào các cụ mợ ạ. Đó chính là món gà xào hành nấm. Cà rốt chúng ta sẽ tỉa chân tẩy nhé các cụ mợ nhé. Ngày hôm nay nhà cháu chỉ tỉa chân tẩy những cái hoa đơn giản thôi. Chứ là chúng ta sẽ cắt những cái rãnh khoảng độ 5-6 rãnh ấy các cụ mợ quanh củ cà rốt này này. Xong bắt đầu chúng ta sẽ thái dày 0,3cm thôi.
Rồi các cụ mợ ơi, nấm nhá, nấm hương ấy, đấy. Các cụ mợ để ra đây cho cháu, cái nào to thì cắt đôi, còn cái nhỏ thì để nguyên. Đấy, giả dụ cái này to này. Đấy. Ta để góc đĩa. Ớt sừng các cụ mợ nhá. Ớt sừng chúng ta, người nào mà thích màu đẹp thì cho thêm ớt sừng vào, người nào không thích ớt thì thôi, bỏ qua. Nhà nào người già trẻ con ấy không ăn được ớt ý, thì bỏ chúng ta bỏ qua đi, không là nhìn thấy ớt lại không dám ăn. Nhưng mà cháu ấy thì mọi người cũng ăn được ớt nữa, với cả cho vào cái ớt sừng này vào ấy, bày nó sẽ rất là đẹp, món xào nó rất là đẹp. Lên đĩa nó sinh động. Tại vì nấm, bản thân nấm với hành tây nó thịt nó cũng đã trắng rồi mà. Thịt gà thì cái phần da thì nó vàng vàng được một tí, chứ còn cái phần thịt nó cũng vẫn trắng. Thế nên là chúng ta phải cho cái màu sắc vào để nhìn cho đĩa xào nó sinh động. Rồi, cái ớt sừng này chúng ta sẽ thái quả chám nhé, khoảng độ 1cm các cụ mợ nhé. Đấy, như thế này. Ta bày góc đĩa. Hành hoa chúng ta lấy khoảng độ 40g các cụ mợ nhé. Đập dập cái phần củ này đi này. Rồi, các cụ mợ thái cho cháu khúc khoảng độ 3cm. Rồi, đây chúng ta sẽ cho ra đĩa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy 20g hành băm nhỏ, hành khô các cụ mợ nhé. Chúng ta băm nhỏ ra, khoảng 10g tỏi băm nhỏ để riêng từng thứ ra một. Để tí nữa chúng ta sẽ xào gà và chúng ta sẽ xào rau. Các cụ mợ ơi, chúng ta sẽ cho ra một góc đĩa nhé. Đấy, thái hành khô cũng cay. Rồi chúng ta sẽ lấy 10g tỏi các cụ mợ nhé, đập dập sau đó băm nhỏ. Rồi các cụ mợ ơi, bây giờ chúng ta tiến hành lọc gà nhé các cụ mợ nhé. Đây, cái phần nhà cháu sẽ chỉ lấy cái phần thịt gà thôi nha các cụ mợ nha. Đấy. À, cái gà này lọc nhá, đây là nhà cháu dùng công đùi gà công nghiệp nhá. Nhưng các cụ mợ nào mà có gà ta ấy xào thì ngon quá. Cụ mợ nào không thích ăn da thì bỏ da luôn nhá các cụ mợ nhá. Đấy, bỏ cái phần xương đây này. Phần da mà cụ mợ nào không thích ăn da thì bỏ da luôn và chúng ta tẩy hết phần mỡ đi. Xong bây giờ chúng ta dùng cái mũi dao nhọn này. Ta lọc trơ xương ra nhé các cụ mợ nhá. Trơ hai cái phần xương, xương chân, xương ống chân ấy, nó nối với nhau ấy. Đấy. Khi mà các cụ mợ lọc trơ như này rồi, bắt đầu dùng cái dao, mũi dao cắt vào đây này. Đấy. Bên này cũng như vậy nhá, cái phần xương ống bên này cũng như vậy. Bây giờ chúng ta được một cái miếng thịt gà như này rồi. Nếu mà có mỡ thì cụ mợ tẩy bớt đi nhé. Cụ mợ nào mà không thích da là bỏ da ngay từ bước này nhé. Còn nhà cháu thì thích để da để xào để ăn cho nó có nhiều collagen. Da lợn thì không thích đâu, nhưng mà da gà thì vẫn thích ăn đấy. Và các cụ mợ thái lát mỏng to bản cho cháu nhé. Đấy, dày khoảng 0,5cm thôi các cụ mợ, nhưng mà phải to to bản lên để xào cái miếng gà lên, nhìn cái đĩa xào nó sẽ đẹp mắt. Và thái ngang thớ cụ mợ nhá. Đấy, những cái miếng thớ nó như này này. Đấy, rất là đẹp mắt luôn. Nhìn như này nhưng mà thật ra chả còn được nhiều đâu các cụ mợ. Xương sống với cả xương phần xương ống chân thì nó cũng hết rồi. Chỗ này khoảng độ 400g thịt gà chứ bao nhiêu. Tức là xương với cả thịt là 50-50 đấy các cụ mợ. Rồi, đối với cái phần thịt gà này khoảng độ 400g các cụ mợ nhé. Thịt gà 400g lọc rồi ý. Chúng ta sẽ cho vào đây một thìa cà phê hạt nêm. Đấy, cụ mợ nào không thích ăn hạt nêm mì chính thì bỏ qua luôn nhá. Một thìa cà phê mì chính. Một thìa cà phê tiêu, cụ mợ nào mà nhà có trẻ con người già thì giảm bớt tiêu đi cũng được, không sao đâu. Tiếp đó là chúng ta sẽ cho vào đây khoảng độ 2 thìa cà phê dầu hào. Nếu mà các cụ mợ mà không dùng mì chính hạt nêm thì cụ mợ cho cháu vào đây 3 thìa dầu hào thế thôi. Đấy, được rồi. Bắt đầu chúng ta sẽ đảo đều nó lên.
Rồi, chúng ta sẽ để cho thịt gà ngấm khoảng 10 phút, sau đó chúng ta sẽ đem đi xào các cụ mỡ nhé. Rồi các cụ mỡ ơi, bây giờ chúng ta sau 10 phút nhé, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xào gà nhé. Các cụ mỡ cho cháu vào đây 3 thìa canh dầu ăn. Cái dầu ăn sẽ nhẹ hơn nước nên là chắc là 3824g thôi. Cháu cũng chưa bao giờ đong cụ thể đâu. Bây giờ các cụ mỡ cho cháu 1/2 chỗ hành khô băm vào đây nhá, phi vàng lên các cụ mỡ nhá. Gà xào với hành các cụ mỡ nhá. Tỏi tí nữa xào với cả các loại rau, hành tỏi xào với các loại rau thôi. Gà xào với hành trước. Và các cụ mỡ nhớ là xào to lửa cho cháu nhá. Phi hành thật vàng lên. Rồi, sau khi mà hành khô vàng rồi bắt đầu chúng ta sẽ cho gà vào xào các cụ mỡ nhá. Đấy, hành vàng rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho gà vào xào, cho hết gà vào xào. Xào to lửa vào, xào thật nhanh tay và cho nó săn gà lại. Các cụ mỡ xào cho cháu khoảng chín tới khoảng 80% thôi nhé. Đấy, xong bắt đầu chúng ta sẽ cho ra để tí nữa chúng ta sẽ có xào gà với rau. Mà ngày hôm nay là xào một đĩa xào rất to đấy, chỗ này phải được 2 đĩa chứ không phải 1 đĩa đâu. Nhưng mà đã làm thì ăn cho đã luôn các cụ mỡ. Rồi, đây gà chín tới như này thôi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cho ra luôn các cụ mỡ nhá. Đấy, lại cho lại vào cái bát mà chúng ta vừa ướp ý. Rồi các cụ mỡ, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xào rau nhá. Các cụ mỡ cho cháu vào đây cũng 3 thìa canh dầu ăn này. Nên cháu dùng 6 thìa thôi nhá. Chúng ta sẽ cho nốt cái chỗ hành tỏi băm vừa băm vào này. Các cụ mỡ không phải rửa chảo đâu nhá, để nguyên chảo để xào tiếp. Các cụ mỡ nhớ đảo đảo cái phần đáy chảo cho nó khỏi sát ra thôi. Tại vì nó lúc đó cái gà của chúng ta nó có gia vị rồi. Đấy. À, ở đây có cái cà rốt ý. Đáng nhẽ nhưng các đĩa xào khác nhà cháu đều hướng dẫn các cụ mỡ là trần cà rốt. Nhưng mà thật ra thì ở đây có mỗi một phần là nếu có nhiều loại rau củ khác nữa thì chúng ta nên trần. Chứ còn có mỗi một củ cà rốt này thôi mà chúng ta lại lách cách lại lôi nước ra trần, lại đun nước để trần các thứ thì nó mất công. Nên là cháu hướng dẫn các cụ mỡ là xào thẳng luôn, không phải trần nữa đâu ạ. Trần thì màu nó đẹp hơn thôi, nhưng mà thôi đi vàng cái tỏi hành này lên các cụ mỡ nhé. Đây nhá các cụ mỡ ơi, hành tỏi bắt đầu vàng vàng rồi nhá, hành vàng rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cho đầu tiên là hành tây. Rồi chúng ta sẽ cho hành tây vào trước nhá các cụ mỡ nhá. Chúng ta xào cho cái hành tây nó phát tác tinh dầu ra các cụ mỡ nhá. Hành tây khi mà mềm rồi các cụ mỡ nhá, chúng ta sẽ cho cà rốt vào xào cùng luôn này. Để cho nó om cho cà rốt chín luôn các cụ mỡ nhá. Rồi lúc này chúng ta sẽ nêm các cụ mỡ nhá. Nếu có nước ở gà nó tiết ra thì chúng ta chắt một tí vào, nhưng mà chả có nước mấy đâu các cụ mỡ ạ. Đấy, bây giờ cháu sẽ nêm như sau các cụ mỡ nhá. Chúng ta sẽ cho vào đây một thìa cà phê hạt nêm. Chúng ta sẽ cho vào đây 2 thìa cà phê dầu hào các cụ mỡ nhá. Thế thôi ạ. Và lúc này chúng ta sẽ cho nấm đùi gà các cụ mỡ nhá. Hành tây cà rốt lúc này nó cũng đã chín chín nhanh chín rồi ấy, thì chúng ta sẽ cho gà và đảo cùng luôn. Lúc này chúng ta sẽ đảo ra chín rau và chín gà luôn các cụ mỡ nhá. Ôi các cụ mỡ ơi, khi thịt gà chín tới rồi nhá, chúng ta sẽ cho nấm hương này, ớt sừng vào này. Chúng ta đảo tiếp các cụ mỡ nhá, đảo cho chín nấm hương với ớt sừng luôn. Đấy các cụ mỡ thấy cho nấm với cho ớt sừng vào cái đĩa xào nó đã khác không ạ? Màu nó sẽ đẹp lên. Chỗ này phải được 2 đĩa xào đấy các cụ mỡ. Nếu các cụ mỡ là nhà ít người làm một đĩa thì làm nửa củ cà rốt này. Khoảng độ 150g nấm đùi gà và một nửa củ hành tây thôi. Với cả một nửa cái đùi gà thôi. Đấy là được một đĩa rồi. Rồi lúc này các loại rau củ đã chín tới rồi nhá các cụ mỡ nhá. Chúng ta sẽ cho nốt hành hoa vào để bắc ra nhá. Xào thật nhanh. Màu sắc đĩa xào rất bắt mắt. Rồi chúng ta sẽ tắt bếp cho ra đĩa luôn. Rồi các cụ mỡ ơi, chúng ta sẽ múc đĩa xào ra đĩa nhé. Múc gà với cả các loại rau ra đĩa. Ui nhà cháu tự tin được 2 đĩa xào to, nhưng mà nó ngót không được 2 đĩa xào to đâu các cụ mỡ. We'll be right back.
Và món gà xào với hành nấm nhà cháu đã hoàn thành rồi đấy các cô mợ. Khi mà các cô mợ cho ra đĩa xong, các cụ cho cháu một chút rau mùi và một chút ớt sừng thái chỉ lên trên nhé. Nhìn cho nó đẹp và cho nó hấp dẫn cái món ăn. Và bây giờ nhà cháu sẽ ăn thử cái món gà xào hành nấm các cô mợ nhé. Đây cháu ăn miếng thịt gà. Gà mềm, rất là vừa. Nấm đùi gà vẫn giòn các cô mợ nhá. Đấy, cà rốt vẫn giòn. Ăn thử một miếng nấm hương. Nấm hương thì vẫn sần sật, rất ngon. Thứ nhất là gà chín tới này, không bị quá mềm mà cũng không bị khô, rất là vừa, mềm mềm vừa độ. Các loại rau củ phân bố hài hòa và vẫn giữ được cái độ giòn của rau. Vị thì rất là vừa ăn và thơm đặc trưng của các loại hành nấm và một chút nấm hương là nổi vị nhất. Đấy các cô mợ ạ. Để chế biến được món ăn này thì các cụ mợ phải đạt những yêu cầu như vậy thì mới tạm gọi là thành công. Hy vọng rằng là với cái món gà xào hành nấm nhà cháu gửi đến các cụ mợ ngày hôm nay thì các cụ mợ sẽ chế biến món ăn này tại gia đình. Thay vì chúng ta cứ xào bò mãi, chúng ta xào tôm mãi, xào cá mãi thì hôm nay chúng ta xào gà. Với gà, với một cái đĩa xào gà như này thì rất là đầy đủ các chất dinh dưỡng mà lại là một cái món mặn đưa đẩy trong bữa cơm nữa. Nhà cháu xin chào các cụ mợ và hẹn gặp lại các cụ mợ trong những chương trình kế tiếp.